Đồng Quân Điện kính chào quý vị. Sáng nay là 26 tháng 6 năm 2016. Và chúng tôi chuẩn bị xong hai giường nữ hoàng và gỗ mun. Đây cái này là đang làm dở cho nên nó vẫn còn thiếu cái phần ốp cột vào đây. Đây là cái phần đầu cao. Và hàng là được chọn vân rất là đẹp luôn. Tất nhiên là cái lúc mà lên hàng đầy đủ chúng tôi sẽ quay lại và sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng mà đây là cái hàng đang làm gần xong thì cũng lại báo cho đó để khách nắm được. Hiện nay là đang quay ở trong xưởng cho nên nó hơi ồn ào một tí. Đây là cái phần dán mặt, phần rất đẹp. Còn gỗ mun thì cưa và kho bào nó cũng là gỗ mun, nên rất là đẹp. Khi nào xong Đức Hiền sẽ lại quay lại đầy đủ cho quý vị xem. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.